Sự ra đi đột ngột của Tổng thống Hugo Chavez là một sự mất mát lớn lao đối với người dân Venezuela và để lại niềm tiếc thương vô hạn cho bạn bè thế giới. Tuy nhiên, sự ra đi của ông không làm thay đổi ý chí phấn đấu và vươn lên của người dân Venezuela. Họ vẫn tin tưởng lạc quan vào sự nghiệp xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Ngày 7 tháng 3, người dân Venezuela đã xuống đường tuần hành khắp trên cả nước, bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của cố Tổng thống Chavez và ban lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Tổng thống Chavez đã chỉ đường cho chúng ta, ông ấy đã nói với chúng ta điều gì phải làm. Vì vậy, giờ chúng ta chỉ cần làm theo những điều mà ông ấy đã chỉ dẫn. Theo kế hoạch, Venezuela sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 30 ngày nữa. Và trong cuộc bầu cử này, tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro hiện đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ để lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Tôi hy vọng mọi người ủng hộ ông Maduro. Tất cả chúng ta cần sát cánh ủng hộ ông để Venezuela tiếp tục vững bước. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu bầu cho ông ấy. Tổng thống Chavez đã ra đi, nhưng giờ chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ học cách để yêu, chiến đấu và tiến lên, bởi ông chính là người đã dạy chúng tôi điều đó. Ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tuyên bố bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của nhân vật tự xưng là quốc vương Sulu Samalun Kiramba đưa ra trước đó cùng ngày, đồng thời yêu cầu các tay súng xuất phát từ Philippines xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này phải đầu hàng vô điều kiện. Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố Malaysia không chấp nhận đề xuất ngừng bắn đơn phương từ phía lực lượng phiến quân ủng hộ quốc vương xứ Sulu tự xưng của Philippines hiện đang chiếm đóng trái phép làng chài Lahat Jatu thuộc bang Sabah của nước này, đồng thời yêu cầu lực lượng này phải đầu hàng vô điều kiện. Trước đó, cũng trong ngày 7 tháng 3, Zalamalun Kiramba, quốc vương xứ Sulu tự xưng của Philippines, đã tuyên bố tiến hành ngừng bắn đơn phương từ 12h30 theo giờ địa phương, đồng thời hối thúc nhà chức trách Malaysia chấp thuận đề nghị này. Theo ông Abraham Idizirani, người phát ngôn của ông Kiram, quyết định trên của quốc vương Kiram là đáp lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 6 tháng 3. Trong đó, nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã hối thúc chấm dứt bạo lực và kêu gọi các bên tiến hành đối thoại. Ngày 5 tháng 3, lực lượng an ninh Malaysia mở một cuộc tấn công tổng lực nhằm đánh đuổi các tay súng Sulu của Philippines, xâm nhập và chiếm đóng trái phép làng Tanjur thuộc bang Sabah hơn 3 tuần qua. Các cuộc giao tranh giữa các tay súng người Philippines với lực lượng an ninh sở tại đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có 20 tay súng người Philippines và 8 nhân viên cảnh sát Malaysia. Trước đó, ngày 12 tháng 2, hơn 180 tay súng trung thành với Zamalun Kiramba, người thừa kế vương quốc tự xưng Sulu ở miền nam Philippines, đã xâm nhập bang Sabah trên đảo Borneo bằng thuyền và cố thủ tại làng Tanjur với tuyên bố bang Sabah thuộc chủ quyền của vương quốc tự xưng này. Ngày 7 tháng 3, trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Trung Quốc đã lên tiếng phản đối những hành động gia tăng sức ép cũng như việc đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Nội dung chính của cuộc họp Hội đồng Bảo an lần này nhằm xem xét đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết 1737, trong đó có áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời tiến hành thảo luận về những biện pháp tiếp theo đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Tại cuộc họp, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ông Vương Minh cho rằng vấn đề hạt nhân của Iran có thể ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông. Các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an về vấn đề hạt nhân cần phải được thực hiện một cách đầy đủ. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt không phải là mục tiêu cơ bản của các nghị quyết của cơ quan này. Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng tôi không ủng hộ việc gây sức ép một cách thái quá hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Trung Quốc cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về việc một số nước tự đưa ra những biện pháp trừng phạt đơn phương, cũng như việc mở rộng các lệnh trừng phạt làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác. Bắc Kinh cũng hối thúc Tehran tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Hiện Mỹ và phương Tây luôn nghi ngờ Iran đang ngấm ngầm phát triển vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ. Theo dự kiến, vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 sẽ diễn ra tại Almaty, Kazakhstan vào ngày 5 tháng 4 sau khi kết thúc vòng đàm phán kỹ thuật tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào hai ngày 17 và 18 tháng 3.
Ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn trên quy mô toàn quốc trong bối cảnh Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây đang gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Theo giới chức Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện đang tiến hành một loạt các cuộc diễn tập quân sự. Các động thái mới đây của Bình Nhưỡng cũng cho thấy nước này đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một cuộc tập trận tấn công quy mô lớn chưa từng có tiền lệ, diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc hàng năm dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Tuy nhiên, Seoul cũng từ chối xác nhận thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang thiết lập một vùng cấm bay ở những khu vực ngoài khơi bờ biển và khả năng nước này sẽ bắn thử các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chưa chính thức thông báo sẽ thiết lập một vùng cấm bay, vì vậy Bộ Quốc phòng không thể xác nhận rằng Triều Tiên thiết lập một vùng cấm bay. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy bỏ Hiệp ước Đình Chiến năm 1953, viện dẫn căng thẳng xuất phát từ cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như những biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc với nước này. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết thêm, việc hủy bỏ Hiệp ước Đình Chiến trên nguyên tắc cần phải có sự đồng ý của cả hai bên. Những động thái liên tiếp mới đây của cả hai phía đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cũng đang dự thảo một nghị quyết mới nhằm gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt dành cho Bình Nhưỡng sau khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân lần thứ ba mới đây. Hai năm sau thảm họa động đất sóng thần khiến gần hàng chục nghìn người thương vong xảy ra tại Nhật Bản, dấu ấn về sự tàn phá vẫn còn đó. Hiện ở nhiều ngôi trường tại quốc gia Đông Á này vẫn chỉ có vài học sinh đến lớp mỗi ngày. Trường tiểu học Ohihama thuộc thành phố Ishinomaki, một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất từ thảm họa động đất, sóng thần, với 3.800 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, hiện chỉ có 5 học sinh. Vì thế, việc điểm danh buổi sáng diễn ra hết sức nhanh chóng. Thành lập năm 1982, ban đầu trường tiểu học Ohihama có hơn 60 học sinh, song hiện chỉ có 5 học sinh, dù vẫn duy trì được 8 giáo viên. Khối lớp 5 có 4 học sinh, trong khi khối lớp 3 chỉ có 1 học sinh duy nhất. Lớp học ít người cũng có ảnh hưởng nhất định đến các học sinh. Nếu có điều gì không hiểu, em sẽ dễ dàng hỏi giáo viên và điều đó thật tuyệt. Do không có nhiều bạn nên giờ nghỉ giải lao thường kết thúc rất nhanh. Ohihama không phải là trường tiểu học duy nhất ở Nhật Bản có ít học sinh, nhưng do nằm trong vùng thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, khu vực này cũng phải đương đầu với tình trạng già hóa dân số khi thanh niên thường chuyển tới những thành phố lớn sinh sống. Trước thảm họa sóng thần, chúng tôi có hơn 20 học sinh và bây giờ chỉ còn có 5 em. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng để có cách giáo dục thích hợp cho các em học sinh. Nhưng năm sau, khi 4 em học sinh lớp 5 tốt nghiệp, một em chuyển trường, trường học rất có thể phải đóng cửa vì không có học sinh. Dù có rất nhiều trường học ở phía Bắc Nhật Bản bị phá hủy hoàn toàn, nhưng các giáo viên trường Ohihama tin rằng trường của họ sẽ là nơi đầu tiên phải đóng cửa vì thảm họa sóng thần. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.